Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn bốn cặp con giáp này lấy nhau đại vượng đại lộc về đường con cái các bạn nhé. Tuổi thứ nhất là người chồng tuổi Mùi và lấy vợ tuổi Tý các bạn nhé. Người tuổi Mùi, chồng tuổi Mùi cưới vợ tuổi Tý, hai vợ chồng lấy nhau được cung tam vinh hiển và có sao hóa lộc các bạn nhé. Hóa lộc là liên quan đến con cái sẽ có chức vụ, có địa vị ngoài xã hội và lên đến đỉnh cao. Cặp thứ hai là chồng tuổi Tỵ và lấy vợ tuổi Hợi. Chồng tuổi Tỵ lấy vợ tuổi Hợi thì cái đường tử tức sẽ có sao hóa quyền. Hóa quyền là liên quan đến sự nghiệp ổn định. Con cái sẽ thành danh sớm và vượng về công chức nhà nước. Và cặp thứ ba là chồng tuổi Ngọ và lấy vợ tuổi Mùi. Chồng tuổi Ngọ lấy vợ tuổi Mùi thì hai vợ chồng có sao Thiên Khôi. Thiên Khôi tức là sinh con rất thông minh, đẻ con ra sớm khôi ngô tuấn tú đấy, và rất thông minh các bạn nhé. Và thứ tư là cặp chồng tuổi Mão và lấy vợ tuổi Thìn. Chồng tuổi Mão lấy vợ tuổi Thìn là có sao Thiên Việt, sinh con khôi Việt mà văn tinh đỗ đầu đấy, là con cái mai sau đỗ thủ khoa, đỗ rất cao. Thiên Việt là một vị quan văn đấy, sang những người mà có sao Thiên Việt đấy, trong cung tử tức có sao Thiên Việt là vượng với cung tử tức thì con cháu các bạn sẽ thông minh, thi đâu đỗ đấy và đỗ ở rất cao, mai sau ra sự nghiệp hanh thông thuận lợi, công thành danh toại. Chúc mừng các bạn nhé.